Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc dự báo cuối mùa lũ 30 tháng 11 ở mức thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm, sắp xỉ và thấp hơn năm 2020, chỉ cao hơn cùng kỳ năm kiệt điển hình 2015 và năm 2019. Hiện nay cơ bản đã hết mùa mưa, bình quân lượng trữ các hồ chứa trên lưu vực mới chỉ đạt từ 70 đến 80%. Do đó, việc vận hành tích nước, xả ít có thể xảy ra ở các tháng cuối năm làm mực nước biển hồ suy giảm nhanh. Nguy cơ nguồn nước về giảm thấp làm xâm nhập mặn trong mùa khô năm kế tiếp ở đồng bằng sông Cửu Long đến sớm có khả năng xảy ra ở tháng 2, tháng 3, nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở các năm 2016 và 2020. Do đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp chuyển đổi cơ cấu và chủ động phòng tránh hạn mặn. Dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long mực nước lớn nhất tháng 11 xuất hiện vào khoảng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 tại Tân Châu, dao động ở mức từ 2,65 đến 2,7 m, thấp hơn khoảng từ 0,8 đến 0,85 m, so với báo động 1 là 3,5 m, thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,39 đến 0,44 m, thấp hơn cùng kỳ năm 2020 khoảng từ 0,05 đến 0,10 m.